Xin chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và ngày hôm nay vẫn như cũ, chúng tôi sẽ mời tới đây những bạn trẻ vừa có, dạ, ca sĩ có, nhạc sĩ có, diễn viên có, hài hước có, vui nhộn có, và nam tính có, nữ tính có. Ngày hôm nay rất nhiều anh chị em đẹp đến trong chương trình này. Vậy thì bây giờ mình giới thiệu luôn nha. Giới thiệu luôn đi em ạ. Kính thưa quý vị, đội A sẽ là anh Lê Nam, anh Hà Hiền và Steven Nguyễn. Xin mời. Đây là đội nam tính thưa quý vị. Thì đây Hà Hiền, cái đầu tóc ở dưới quê hay nói là con ruồi mà đậu lên là té dập mỏ liền. Cội bóng lưỡng trơn từ phía trước ra phía sau. Rồi để hàm râu rất là đặc trưng ha. Steven Nguyễn là tên là nghệ danh hả? Dạ. Đó. Cái tên ở nhà mình là tên gì? Tên Lì anh. Hả? Hả? Tên Lì. Ở nhà. Ở nhà tên Lì hả? Lì. Trời. Tên thiệt của em là Nguyễn Huy. Nguyễn Huy. Dạ. Rồi cái tên mà nghệ danh là Steven Nguyễn. Dạ. Ở nhà ba má kêu Lì. Hiểu tên Lì không? Lì, Lì Lợm. Đúng rồi, Lì Lợm đó. Tức là ngày xưa quý vị, ông bà cha mẹ hay đặt cái tên để mà đi ngược lại đó. Dạ. Đó, để đừng có Lì. Hả? À. Thì đó, đặt Lì là không, sẽ không Lì. Con đặt tên xấu thì để cho bé để cho đẹp đúng lên. À. Hồi xưa biết ba má đặt tên gì không? Gì anh? Cao. Cao. Hay thiệt không anh? Thiệt. Thiệt hả? Ê, hey, Cao ơi, giờ lùn tịch đó. Chưa đặt tên vậy đó. Còn Lê Nam. Hả? Khỏe chứ hả? Vẫn khỏe. Vậy hả? Hả? Rồi, cũng mừng là vậy. Trong cái thời điểm hiện tại, thưa quý vị, là nhiều vấn đề xảy ra thì anh chị em nghệ sĩ vẫn luôn miệt mài và luôn có niềm tin với những điều tốt đẹp trong tương lai. Và hiện tại, thưa quý vị, là không có nơi nào hạnh phúc và đáng tự hào bằng Việt Nam. Đúng không? Và hy vọng với cái chiều hướng đang tốt đẹp như thế này, dạ, thì chúng ta sẽ có nhiều điều mới mẻ. Và đặc biệt là hy vọng là với cái sức lực của ba người đàn ông mạnh mẽ như thế này thì đêm hôm nay sẽ là đêm của các bạn mang về nhiều giải thưởng và chiến thắng bước vào vòng trong. Đó, rồi mời về vị trí A đó. Và bây giờ thì Harry sẽ xin giới thiệu đội B, đó là Khánh Linh, Will và Andy Nam Trường. Xin mời. Ngày hôm nay không biết như thế nào mà thưa quý vị, là chương trình toàn đàn ông không? Cuối cùng có một vị khách mời là nữ ha. Rất là dạ, xinh đẹp ha. À, Linh là hình như là lần đầu tiên đến với chương trình đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Còn hai bạn kia là đã từng tham gia rồi. Em đi, dạ, lần không, em lần đầu tiên luôn. Em là người mới luôn hả Đi ạ? Quá mới luôn anh ơi. Đây đây mới là tuyển thủ thông minh, hồi nhỏ còn đi thi trạng nguyên dạ, nữa đấy ạ. Will, hôm nay mình có nghĩa là em cũng khá là trai mặt với mọi người rồi nên là anh không cần hỏi em nữa đâu. Hôm nay mình đến đây với ai? Dạ, em đến đây với một niềm tin chiến thắng cùng với âm nhạc và hai bạn chơi của em. À hả. Rồi mời các bạn vào vị trí B. Thì hai đội mình đứng xa cách quá, mình trò chuyện với nhau đi hả? Hi. Hello. Chào. Anh này em biết nè, em coi anh đóng phim nhiều nè. Bạn này lần đầu tiên biết nè. Anh này là quen quá rồi. Quá quen. Không, tại xưa em đi dạy nhảy cho 365. Đúng rồi. Ồ. Hồi xưa là lúc mà 365 chưa ra mắt á, có mời Hiền về là dạy nhảy khoảng nửa năm. Ôi hèn gì bây giờ mấy đứa nhảy yếu dễ sợ. Nhảy yếu dễ sợ. Giờ là tại thầy hay là tại trò? Hồi nãy em định nói anh Giang là cho em ra em biểu diễn chào sân mà nhanh quá cho nên thôi. Đâu có nhanh, giờ luôn chứ nhanh vậy. Thôi giờ được giờ. Sư phụ cũng lên nhảy chứ. Bây giờ lên nè, lên nhảy xong đó Will nhảy theo lại y chang vậy. Wow. Okay. Xin mời lên, mời lên. Nó là bị đôi đó anh. Hả? Không, bị đôi á. Nhảy dễ dễ thôi, mấy cái mà cơ bản thôi. Dễ chứ mấy đứa nhỏ làm sao làm kịp. Dạ đúng rồi. Anh làm freestyle. Đó. Wow. Wow. Trời ơi,
Trời ơi. Wow. 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 Xin cảm ơn, xin cảm ơn. Wow. Rồi, Will. Okay. Wow. Yeah. Hey, Will không có học cái cây đầu này á. Thưa quý vị, bình thường cái ngày, những ngày khác cây Will nhảy khó, Will không dừng nhảy. Nhưng mà hôm nay Will sẽ nhảy. À, mọi người ơi, thì hồi trước dạy Hà Hiền chưa dạy tới cái khúc mà trong cái đầu xuống sân thay nha mọi người. Thôi, mình nhảy mấy cái khúc khác được rồi. Music ra. Wow. Yeah. Wow. Yeah. 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 Hay quá. Hay quá à. Làm sao biết ta? Câu hỏi hôm nay dễ cực kỳ luôn. Tại vì khó dễ em cũng không quan trọng, tại không trả lời được chắc rồi đó. Sao đi thi gì mà tới? Đi thi cái gì? Thì phương châm của em đến đây là sẽ cho mọi người biết full cái bộ đề câu hỏi một cách nhanh nhất, sớm nhất. Trời ơi, anh có biết Handy không? Nó đam mê cái chương trình đến mức á là khi mà nó nhận được lời đồng ý cho tham gia một tuần lễ nó bó tay tết liên tục ngày nào cũng gì nhanh như chớp. Trời ơi, ơi. Lên lắm luôn mà cuối cùng đã thành công. Thế à, trời em nhanh như chớp rồi. Rồi mấy ngày em sao cũng Rồi vậy là Andy lên luôn đi, Andy lên luôn. Dạ rồi em lên luôn. Andy, Andy, Andy. Em đang run quá cho anh đi trước anh nè. Rồi, B-boy với Big Boy. Người ta muốn thi đầu tiên đồng ý không? Dạ được, anh đã nói rồi mà. Lên. Ôi dạ. Ủa thi chỗ, thi nói là thi chứ. Hai phút dành cho Hà Hiền trong chương trình Nhanh Như Chớp. Đây là một câu đố chữ. Trái gì đi như cua? Biết, biết rồi. Quá dễ. Trái tim. Trái tim không chính xác. Ai biết ạ? À? Trái ngang phải không? Đúng rồi. Trái ngang. Đó là gì? Ok, hiểu rồi, em hiểu rồi. Ôi, câu này dễ nè. Trái gì không thực tế? Trời ơi. Trái đó. Trái gì không thực tế hả? À, trái quýt đi. Thôi, trái quýt gì vậy? Em cho qua thôi, em cho qua để em lấy câu khác. Trái gì anh? Trái gì không thực tế? Trái mơ. Đúng rồi, trái mơ. Ồ, mơ. Giấc mơ. Mơ. Giấc mơ đâu phải là sự thật. Không sao, không sao. Mới giấc mơ chỉ là giấc mơ. Rồi, à, mình vô cuộc chơi chưa Hiền? Hiểu chưa? Đã hiểu chưa? Để phân tích lại nè. Dạ, em hiểu rồi. À, hiểu. Em thề là em hiểu nhưng mà khi em không nghĩ chữ, ra. Tức là những cái chữ đó khi mình đọc ra đã liên quan tới câu đố. Không, đấy không thể dễ tí nào luôn. Và nó phải là có nghĩa. Ví dụ như đó con cá gì biết bay. Cá gì biết bay? À, bay là... cá chim. Đúng rồi. Hay quá. Ê, đó là đố chơi mà. Ủa, cái này đố chơi mà. Cái này đố chơi. Rồi. Đố chơi để rồi. Mình tập trước, mình test trước mà. À, ok. Ba giờ là hiểu chưa nè? Bây giờ. Rồi, hiểu. Đã chắc hiểu chưa? Là đố chữ là hiểu rồi đúng không? Dạ rồi. Bây giờ mình không đố chữ nữa nè. Ăn bằng miệng, đi cũng bằng miệng là con gì? Ăn bằng miệng, đi cũng bằng miệng. Căng à? Đi bằng miệng. À, con gì đi bằng miệng ta? À rồi, cá lóc kiến, cá lóc kiến. Ờ à, đúng mà. Cũng đúng mà. Cũng đúng mà. Đúng nó, cái miệng của nó lúc nào cũng dính trên cái miệng nó dính cái đó. Hợp lý anh ơi. Hợp lý, cái này hợp lý. Con cá là bơi chứ cá là đi. Đâu có cái miệng nó là cái miệng nó lao kiến chù 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 đi 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 nè. Cái miệng của con cá là con cá lao kiến là nó nằm ở dưới cái mặt đó xong rồi lúc nào nó cũng vậy nè. Em thấy em có nồi. Không chính xác ạ. Con cố gắng. Ốc sên chính xác. Ủa thầy sao? Đúng không? Ồ cái này là cái kiến thức mới luôn á. Cái này là cái kiến thức mới của em luôn á. Bây giờ lại đối chữ lại nè. Dạ rồi ok chị. Mà mình quay lại mình nhớ đối chữ là gì chưa nè? Rồi nhớ rồi, nhớ rồi. Là có một người tên là Dung. Dung. Hơi khác người thì gọi là gì? Hơi khác người, Dung khác biệt, Dung lạ, Dung. Dung lạ. Ủa dễ mà ta. Khác lạ, khác người, khác người. Khác người là dị, dung dị. Lên. Bắt đầu rồi đó. Bắt đầu rồi đó, vô rồi đó. Vô, vô. Vô chưa? Thôi, mới có câu đừng tự hào quá. Mới có câu à. Mới có câu đừng tự hào quá.
Câu này chúng tôi đã khảo sát trên 500 em học sinh lớp 5. Thôi thôi, anh Giang đừng nhục. Các em đều biết thế. Đừng. Câu này dễ. Rồi ok, anh hứa đi. Hai Hiền biết liền lập tức. Rapper nào tên buồn nhất? Ai đội biết này à? Biết rồi, đội này biết rồi. Ủa? Dễ mà. Trời ơi. Nhớ đi mà mong. Ủa sao tự nhiên cái quên ta? Hết giờ nha. Ê. Ê. Đúng rồi. Ê. Ô. Ê. Ô. Thôi thôi, rapper đen đi, xuống đi rồi qua câu đen khác. Đen vô hả? Đen vô. Không chính xác. Sao vậy ta? Ô xét. Cái gì? Ô xét. Ê cái gì? Ô xét. Xét là buồn á. Xét là buồn đó. Câu tiếp tục là đổi chữ luôn. Hai người Tây đang tranh tài với nhau thì gọi là gì? Hai người Tây đang tranh tài với nhau. Tây đùa, Tây đấu, Tây đấu, đùa. Tây đấu đâu có nghĩa, phải có nghĩa. Đúng rồi, Tây... Tên một nhân vật lịch sử luôn á, trong chuyện á. Rồi ghép vô nè, cuối kỳ mình làm gì? Tây thi. Lên. Đất á. Mày lại làm nhắc cái cho vui chứ. Đứng được, nó đứng nó kìa. Bé, con chim nào là biểu tượng chiếc cúp của giải thưởng âm nhạc cống hiến? Giải cống hiến á. Giải cống hiến là hình như là con em nhớ. Ôi, nói các loại chim đi anh. Là con trời ơi, nói đại con chim con nào đi. Sáo. Con sáo. Hình như là em nhớ là con cò đó. Con cò xuống. Xuống. Ồ không xuống. À, nghe không có dính cái con nữa. Chúng tôi sẽ không công bố đáp án này. Ok. Lát nữa công bố. Cung gì không bán được chỉ xem được? À, cung gì không? Cung điện. Lên. Cung điện. Vào cung điện để xem. Đứng lên. Bây giờ trước khi thay. Thay. Lâu đừng có câu, từ từ giữ bình tĩnh. Bây giờ trước khi mình thi tiếp á, mình phỏng vấn bé nè. Nãy giờ hiểu gì chưa? Hiểu rồi ạ. Và ngọt cái là đấy. Thôi em nhìn mặt nó thông minh quá, anh này chết rồi. Tiền cái lo cho đội mình quá. Lại đối chữ. Dạ ok. Trái gì có nhiều tiền? Trái gì có nhiều tiền? Trái su. Trái su là gì? Ê, khoan. Su. Trái su là gì mọi người? Su là su. Trái là gì có nhiều tiền hả? Ký chìa sẽ kéo. Lên. Ờ lên. Yeah. Oh. Trái phiếu hả? Chưa bao giờ mà người chơi mà chơi không đổ mồ hôi mà MC đổ mồ hôi. Không chết rồi, kia nó viết nhạc cho nên là nhiều chữ lắm. Nhiều chữ, vấn đề là bái coi chương trình này nhiều. Dạ. Em cũng coi nhiều lắm anh. Dạ hả? Thiệt. Thưa quý vị, như vậy là hai đáp án liên tiếp, xin chúc mừng. Thưa quý vị, có lẽ lần đầu tiên đến chương trình nên còn nhiều bỡ ngỡ. Chứ thực ra ở nhà coi là trả lời nhiều lắm đúng không? Dạ, ở nhà em cũng có thử là không nhìn màn hình luôn. Không nhìn màn hình luôn, không cần nhìn chữ luôn. Là để em thi á, tại vì ở đây là em cũng đâu có đọc được chữ đâu. Xong cái em thử là chỉ nghe thôi. Xong rồi đoán được không? Và đáp án là? À, cũng đoán được cỡ cao lắm là 6 câu á. Wow. Ghê hả? Ghê. Không, nhưng mà tại vì cảm giác lên cái ghế này nó khác lắm. Bị áp lực thời gian. Ừ. Bị áp lực thời gian. Có nhiều bạn ngồi ở nhà nói ô cho nghệ sĩ gì trời cái này mà tôi lên là 7-8 câu. Ừ thiệt, lên cái đứng hình này. Luôn đứng hình liền áp lực diễn nhất là nhục của anh kiểu đâu đâu gì đâu nhục. Ừ đâu gì đâu nhục bình thường. Thì có mấy đứa bạn nghe coi á, nó nói là trời ta hâm mộ ông này lắm mà tiện không lên không trả lời không được gì hết cái nó kiểu đôi khi mà họ trả lời không chính xác là vì họ muốn chương trình vui. Ờ vui thôi, nhiều khi vậy á đó. Nãy giờ anh em thấy em anh thấy vui không? Vui vui quá trời. Lần sau ngoài nữa nha. Chúng ta gặp gỡ lại Andy Nam Trương. Chỉ cần con số 3 xuất hiện trên đây là mình chiến thắng. Khó lắm anh. Sao khó? Em nghĩ em chắc là lên xuống 1-2, 1-2, 1-2 thôi. Bé là sao sống bi quan quá. Sao mà không? Bi quan. Không bi quan anh mà làm khiêm tốn. Khiêm tốn, ok. Mời. Yeah. Xin mời em. Ôi cái ghế nó đầy rồi. Ghế huyền thoại đó. Quá dễ dàng, những câu hỏi quá dễ dàng thề. Ca sĩ hỏi nhạc sĩ nè. Nè cho chị hỏi nè. Bình thường ở nhà em có hay coi chương trình Nhanh Như Chớp không? Em bình thường đúng đáp án liên tiếp mấy câu? À, có lúc mà em phong độ tốt á thì là 10 câu luôn. 10 câu luôn. Còn mà phong độ mà thường xuyên á thì là 1-2 câu à. Mà có bao giờ có phong độ tốt không? Ít lắm anh, tầm mình làm 2-3 tháng gì có một lần. Ủa vậy cũng ngon rồi, có phong độ là được. Nhưng mà trước khi em lên đây em đã quy tập rất là dữ.
tập dự. Dạ, tập gì? Em dành ra một tuần để mà cùng các bạn ở Hồ Con Rùa chia làm hai đội để đọc. Vậy hả? Dạ. Thiệt hả? Thật. Đặc biệt luôn là em muốn cảm ơn dì Sáu bán bánh tráng nướng ở Hồ Con Rùa đó cho em ăn thiếu 3 ngày, tới 2 ngày. Trời ơi, cái việc đi thi nhanh như chớp ảnh hưởng tới dì Sáu luôn hả? Dạ thiệt anh. Ảnh hưởng tới chén cơm của dì Sáu luôn hả? Không, nhưng mà em mong là em có thể lên được câu 2, câu 3 gì đó để dì Sáu tự hào thôi. Trời ơi, trời ơi. Không ổn những lần cho em ăn thiếu. Quá khủng khiếp, con bé đó. Đi thi chương trình này đi chết mà ảnh hưởng tới chén cơm của dì Sáu luôn. Đây mới là phần 1 thôi à. Trả dì Sáu chưa? Dạ chưa, em thi xong mới trả, mới vòng lại. À, là cái sơ mà nè, cho chị hỏi là nãy giờ em cũng kêu người ta đọc câu hỏi nhiều rồi đó. Nhưng mà em có bao giờ kêu người nước ngoài đọc cho em chưa? Giả bộ lại thì vậy luôn. Trời ơi, dữ vậy. Là em đang ngồi ở ngoài đó là cố gắng đọc nha, chị hay đọc vậy nào là chị hát xin là hay đọc chứ dạ 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 kêu vậy, cứ đọc y chang luôn chị em. Mà giống không? Có giống không? Dạ, dù giống hay không giống thì em vẫn sẽ nghe rõ chị hay đi đọc. Okay. Mà yên tâm chị. Không biết là tính toán quá, ví dụ mấy câu đi nữa. Thì có dữ. 3 câu đi, mình vượt chỉ tiêu đi. Ừ, 3 câu là anh mừng rồi. Kính thưa quý vị, Andy đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Dạ. Đố chữ: trái gì đi như cua? Trái gì đi như cua? Ờ. Trái gì đi như cua? Cua là ngang. Trái gì đi như cua? Trái à? Dạ em không biết, em bỏ qua câu này. Em bỏ không qua, thể nào bỏ qua được. Nói đại. Trái, trái em phân tích luôn đi. Dạ trái. Trái gì em đi phân như... tích đi. Trái gì đi như cô? Ờ, câu đầu tiên nó. Cô là nằm ngang. Cái ghế này căng quá à. Thì đó. Dì Sáu ơi, trong bánh tráng dì Sáu bỏ cái chất gì vậy? Nói như này nó chưa hiểu, nó chưa hiểu vấn đề. Không phải, ngang, trái ngang, trái ngang. Là trái ngang hả? Chính xác. Rồi, lại là đố chữ. Trái gì không thực tế? Trái gì không thực tế? Không thực tế gọi là gì? Trái mơ. Chính xác. Oh. Hay vậy ta. Một câu nữa thôi. Một câu thôi, nhưng mà cái câu này khó ạ. Dạ. Ăn bằng miệng, đi cũng bằng miệng là con gì? Ăn bằng miệng, đi cũng bằng miệng. Này muốn nhắc cũng khó à. Nhưng mà đi cũng bằng miệng. Con... hết giờ nha, chắc là đại à. Em nghĩ chắc là con... Em cứ liệt kê ra trước đi, em nghĩ là con gì, con gì, con gì, em liệt kê ra trong trước đời đi. Không có con gì luôn á. Không có con gì luôn. Ăn bằng miệng mà đi cũng bằng miệng. Hết giờ anh đi ơi. Thôi con run hả? Con run, không chính xác. Không á. Cái này khó. Đáp án là con ốc. Con ốc. Cái này khó. Đây, lắng nghe nha. Què hả? Dung hơi khác người thì gọi là gì? Dung hơi khác người. Dung lạ. Dung lạ. Đúng rồi, dung lạ có nghĩa mà nghĩa luôn. Dung lạ. Sắp đúng rồi, sắp đúng rồi. Lạng dung nó lạ. Lại lại cho qua đi nè. Dung khó quá ta. Thôi dung vẻ chị ơi. Không chính xác. Ê, nãy câu này chị Sáu em buồn rồi. Nhắc chị Sáu rồi, nhắc chị Sáu. Nó trả lời vậy nó mới khác người đó thiệt. Chị Sáu quyết định ngày mai không bán bánh tráng trộn nữa. Nè, cho chị hỏi. Em bình thường em có thích rap không? Dạ, thích chị. Vậy là những người rapper mà em yêu thích là ai? Ôi, câu này thì em không biết. Việt Nam hay là nước ngoài? Việt Nam, Việt Nam. Là anh em không rồi. Vậy hả, anh em không? Dạ. Anh em không mà trả lời không được là chết quốc. Rồi, xong. Homie không đó. Rồi, rapper nào tên buồn nhất? Rapper nào tên buồn nhất? Tại vì có mới đây có một rapper tên là Ô Buồn. Ô rapper Buồn. Ô Buồn cũng thì có. Còn rapper mà buồn nhất á là Ô Sét. Chính xác. Nhưng mà có rapper Ô Buồn nha. Có. Dạ có. Ô Buồn hả? Dạ có. Được đề cử Quy Choi luôn hả? Ồ dạ. Ủa Ô Buồn với Ô Sét là hai người hả? Vậy là hai người luôn. Em trả lời hai đáp án đúng luôn rồi đó. Đừng bại hoại chứ đứng lại. Đây. Hai người Tây đang tranh tài với nhau thì gọi là gì? Đố hai chữ. Hai người Tây đang tranh tài với nhau. Đang tranh tài là Tây đấu. Là đố chữ đó là Tây gì? À, vì sao Tây gì? Đang tranh tài với nhau. Uổng ba cái bánh chén. Uổng tao cho mày thiếu. Tranh tài. Hai ngày lận không phải là ba cái đâu. Đang tranh tài với nhau là đấu, Tây đấu. Tây Ban Nha. Tây đấu là gì em? Cái từ ghép nó phải có nghĩa. À. Tây. Cuối cùng là chú đáp án hết giờ. Chú đáp án tay ba lô. Tay ba lô. Không chính xác. Lên.
Tranh tay là gì? Tây thi nhân vật trong chuyện á. Tây thi là mỹ nhân, là tứ đại mỹ nhân. À Tây thi, dạ rồi. Rồi cái này em sẽ biết nè. Hiện nay giải thưởng âm nhạc công hiến đã lấy con chim nào là biểu tượng chiếc cúp? Trời ơi, em mới thấy cái cúp đó mà không biết con chim gì à, đó thấy chưa, hồi nãy em cũng vậy đó. Em nghĩ là phải một cái chim gì đó là đặc biệt. Phải chim hát hay không? Chim hát hay là chim vậy? Hạt cũng không phải luôn, con chim chim ó. Chắc là em chọn con chim đại bàng. Chim én đi. Không, chim xa. Đáp án là hay ạ. Hỏa mi. Chim hỏa mi. Dạ. Con chim hỏa mi. Hỏa mi hát hay mà. Trời, câu này mà tôi là xong rồi. Thiệt luôn. Ôi xạo nãy không biết luôn. Cung gì không bắn được chỉ xem được? Cung gì không bắn được mà chỉ xem được của hoàng đạo. Rồi chính xác. Trái gì có nhiều tiền? Trái gì có nhiều gì? Nhiều tiền. Nhiều tiền. À, trái gì có nhiều tiền? Trái đạt. Hết giờ. Gì sao ơi. Đáp án là trái phiếu. Trái phiếu. Kính thưa quý vị, như vậy là Andy đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Trận này gây cấn á. Lượt đầu tiên hai đội hòa nhau. Gây cấn ngang tài ngang sức á, vậy mới hấp dẫn chứ. Nãy em định nói anh Giang à, khỏi cho anh đi thi luôn. Sao vậy? Tại thắng rồi, nhưng mà hên quá. Nhưng mà không ngờ rồi. Đúng không? Yeah. Thiệt tình luôn á, quá dễ, những câu quá đơn giản. Khó lắm anh. Như vậy là thưa quý vị, câu chuyện mà dành một tuần để tập với cô Sáu bánh tráng nướng là điều đó không có thật. Chỉ là câu chuyện người ta dạ tự có. Tạo ra thôi. Dạ đúng có. Drama. Cố gắng lên cho em một cơ hội nữa đi anh Will. Dạ lên hay anh lên nè. Tới lượt ai đây? Đội này em sẽ cử ai lên? Bạn lên hả? Ừ. Càng ngày càng khó đúng không? Đúng rồi. Cái này sẽ dễ hơn cái của anh đúng không? Bây giờ hiện tại là một đều nè. Quan trọng mình phải vượt lên trước nè. Bên đây là em ạ. À. Linh. Và em. Trời ơi. Sao đưa tôi khó vậy? Ai ạ? À. Steven Nguyễn. Đúng rồi, cao cao chơi nhau đi. Yeah. Rồi. Đó đây. Không, em không được tiếp sức à? Cố lên! Cố lên em ơi! Yeah! Cố lên em ơi! Dì Sáu hỗ trợ bạn! Dì Sáu nghĩ bác hỗn rùa rồi! Từ sau khi em thi là dì Sáu bỏ nghề luôn rồi! Ai lên trước ạ? Lady first! If you want! Lady first! Ok ạ! Mời! Đứng đây chơi! Đứng đây luôn đi! Đứng đây luôn đi! Cái ghế này có an toàn không anh? Ngon lành càng đào! Giang ơi! Ơi! Đội tôi chơi Giang luôn nè! Sao vậy? Đứng đây chơi luôn! Đi vô trong kia. Em định đi vô trong, nó lôi em lại á. Đi vô trong kia. Nó không có nghe gì đâu anh, nó đứng đây thôi à. Thưa quý vị, 2 phút bắt đầu. Đây là câu đố chữ mang tên. Câu đố chữ rất là dễ. Trái gì mọc trên người? Trái mọc trên người à? Dễ lắm. Quá dễ luôn á. Chắc trái cầu à? Hay là trái trái cổ. Trái cổ. Em có. Yeah. Có. Gái làm gì có? Will nhắc kìa. Cái gì vậy? Đừng có vu khống nha. Will nhắc kìa. Quá đáng. Không, nhắc gì đâu ạ? Không chính xác. Ai biết? Trái rạ. Trái rạ hả? Ủa trái rạ hả? Wow. Thủy đậu ơi. Thủy đậu ơi. Trái gì luôn ao ước được sung sướng? Trái sung ạ? À? Ao ước mà. Ao ước. Trái... Gì vậy? Dạ không có. Trái cực. Trái cực. Trái cực là trái gì? Mình là làm nhạc sĩ chứ đâu phải là mình vũ đạo đâu. Mình múa bài nhạc. Trái nghèo anh ơi. Trời ơi. Trái nghèo à? Trái nghèo là trái gì? Trái vả. Trái vả không chính xác. Trời ơi. Biết sao không? Có quá. Con bé trái khổ em à. Mới nói gần đúng luôn á. Là trái gì ạ? À? Trái khổ qua. Ở ngoài Bắc là trái nút đắng. Nút đắng. Có hai là nút đắng. Trời. Bà nói một câu mà muốn giận mất em. Em tưởng là có 24. Rồi rồi ạ. Vẫn chưa chúng nhích được cái ghế nha mọi người. Thử thôi, bé thử thôi. Cho câu dễ hơn cả dễ đi ạ. À. Mấy câu khó. Câu dễ nè. Cây gì nữ có nhiều mà nam không có?
Đây là câu đối chữ. Cây nữ có nhiều mà nam không có. Đừng nhìn em không biết đâu, em không nhắc được đâu. Có. Biết, biết luôn. Yeah, yeah, biết yeah. luôn. Cây. Thôi không nhắc đâu. Cây son. Không chính xác. Cũng tí mà. Đúng mà. Trong cái vỏ của anh á, một đống son ở trong á. Đúng rồi, anh cho anh không có mà. Cái gì? Cái gì anh? Cái gì? Ai biết ạ? À? Ai biết? Không biết. Không biết. Không biết. Ai biết? Vậy mà nãy làm cái gì? Cái gì? Rồi. Cái gì anh? Hả? Không. Cái gì cây trinh nữ? Cây trinh nữ. Ôi trời đất ơi, cái gì vậy? Cây vú sữa. Cây vú sữa. Đúng không? Cây vú sữa. Cũng hay. Cũng đúng, đúng mà. Có một cây nữa mà chắc chắn là nam không bao giờ có là cây thị. Cây gì? Cây thị. À, thị đúng rồi. Ủa sao vậy? Ủa sao vậy đó kìa? Ủa là giống như là không thể nào đặt tên con là chẳng hạn Lê Thị Nam, thí dụ vậy. Lê Thị Hà Hiền. Ừ, thí dụ vậy, hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. À. Bé thì hiểu rồi nha mọi người. Và thứ hai bác, hãy cho bé thời gian. Đừng nôn nóng, đừng hấp tấp, đừng giục bé. Bé chỉ có 2 phút thôi và sắp hết giờ rồi. Ồ. Ồ. Khi nào con kiến trên bờ lại ăn được con cá? Con kiến trên bờ lại ăn được con cá. Này là câu đố vui thôi. Mà thật sự là cần sự thông minh mới trả lời được những câu vui nha mọi người. Rồi. Chết rồi. Khó đó. Con kiến ăn được con cá. Con kiến trên bờ mà ăn được con cá. Em biết rồi. Cái gì gì? Thôi nói cho Miro nghe đó. Nói anh nhắc cho. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nói đi, tao ra hiểu cho. Khi mà anh ăn được em á. Khi con cá chết bị lôi lên bờ. À? Trời ơi, con mặt bé rồi. Khi con cá chết bị lôi lên bờ cho em câu khác đi. Trả lời lại đi đã. Khi nào thì con kiến trên bờ ăn được con cá? Khi con cá bị mắc cạn. Mắc cạn mà chết. Ờ thôi lên đại cái đi ha. Nhúc nhích cho vui nha. Yeah. Mọi người ơi, một cái câu rất đơn giản nè. Khi nào con kiến ở trên bờ ăn được con cá thì nó nằm đó chết trên bờ thì nhà tới ăn thôi. Nhân vật chính trong câu chuyện bánh chưng bánh giò là ai? Chị bánh chưng bánh giò. Bánh giò. Bánh chưng vô hùng. Vô hùng. Còn chính xác. Nhân vật chính mà. Là cái bánh chưng bánh giò luôn đó. Mẹ. À không phải. Đừng có mang tim nha. Không. Xuống à, vua hùng không chính xác rồi. Dài thì bánh chưng bánh giò. Xuống nào. Ủa, có liền đúng rồi. Ai trả lời được? Không có nhân vật chính. Có bánh chưng bánh giò. Chính xác. Bánh chưng bánh giò. Bánh chưng bánh giò mà. Không có câu chuyện bánh chưng bánh giò. Bánh giò là chắc của bà Sáu. Ở đâu ra? Còn câu chuyện kia là tên gì ạ? Chưng bánh giò. Bánh chưng bánh giò. Hãy kể tên ba con vật bắt đầu bằng chữ L. Quá dễ. Ba linh dương. Linh cầu. Ba con vật gì? Con có con bơi ba hay là con bơi hay không bơi gì kể nó. Kể tên là được rồi. Tôi mệt quá lên à. Ồ. Lười. Ghê ghê. Con lợn đâu? Con lừa đâu? Con lương đâu? Quá trời con. Kể tên ba con vật bắt đầu bằng chữ M. Muối. Một. Mèo. Hai. Ma. Hả? Con ma. Con ma. Bỏ qua. Không bỏ qua mà trả lời đại. Trả lời đại biết mèo mũi con gì đó. Con heo. Trả lời đại nào. Thì chỉ là trả lời đại đó. Mèo mũi rồi gì trả lời đại cũng được. Cho nó sai đi rồi mình xuống. Mùi. Mèo. Mũi. Mùi. Lên. Mùi đúng à. Mùi là dê lên. À. Ủa. Mùi đúng. Đúng rồi. Mùi yeah. đúng à. Một câu nữa thôi. Con gì nữa ạ? À? Con mối nè. Con mối. Con mệnh nè. Con mực. Đây là câu đố chữ. Cá gì hay bị trả lại? Trái gì hay bị trả lại? Trời ơi, nó dễ. Cá hôi. Lên. Rồi, có người lên 3 câu rồi. Cá gì nhiều cholesterol? Cá... Trời ơi, nó dễ. Đố chữ nha, đố chữ. Đố chữ mà. Hú. Cá hú hả? Cá hú. Nhiều cholesterol là khi nào mới cholesterol? Xuống đây chị Bảy. Xuống đây. Đây là câu đố chữ à. Cá mập. Cá mập đúng rồi. Cá mập. Động vật có vú duy nhất có thể bay. Động vật có vú duy nhất có thể bay. Có phải là người không ạ? Đừng nói tiếp viên hàng không xỉu thì bây giờ đó. Tiếp viên hàng không. Bà hỏi là có phải là người không ạ? Tiếp viên hàng không. Hết rồi. Trời ơi. Trả lời đúng mà. Hay rồi, hay rồi. Ai biết ạ? Tiếp viên hàng không đúng mà. Dời, đúng rồi. Thưa quý vị, như vậy là Linh hoang mang nhiều thứ nhưng mà vẫn mang về được 3 đáp án liên tiếp. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Steven Nguyễn. Rồi, à, còn là lần mình chỉ cần có một số 4 là chiến thắng.
Khó lắm nha, tập trung vô thôi. Dễ tập mà. Trung cao độ. Lì ơi Lì, lên đi Lì. Em cũng tên Lì nha. À cái vòng này tôi nghi dễ quá. Bạn cứ bình tĩnh thôi. Dễ là dễ. Chứ anh thấy anh chơi là thua Will rồi đó. Không khó nè, em cũng hên xui ạ. Chị Harry đọc cho em hả? Đúng rồi. Chị em hài lòng hả? Đọc cho em. Dạ. Em không hài lòng hả Lì? Dạ đâu có. Em có coi rất là nhiều nhưng mà em có thấy anh Dương Lâm hay khen chị Harry đọc rõ. Nhưng mà coi nhiều nhưng mà có tập luyện với người nước ngoài ở ngoài không? Đúng rồi, có tập luyện không? Không, không có. Không tới cái mức độ đó, cái mức độ quá dữ rồi. Không, cũng đừng gặp chị Sáu, chi trả lời không được. Không anh, em sẽ làm chị Sáu tự hào mà hãy đợi đấy. Bây giờ sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Kính thưa quý vị, Steven Nguyễn đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Và câu hỏi bắt đầu. Đây là đố chữ. Trái gì mọc trên người? Dễ lắm. Chúng ta đừng có nhảy múa nữa ạ. Thôi nè. Trái gì mọc trên người? Khó lắm anh ơi, thiệt. Ở đây không ai biết hết luôn á. Trái cổ. Trái cổ. Không chính xác. Ủa kỳ vậy? Bạn gái đâu có trái cổ đâu. Nhưng ai mà mọc trên người có. Mà đâu có phân biệt giới tính. Đâu, đúng rồi, đâu nói chung phân biệt giới tính đâu. Trái rạ. Đó là trái rạ. Trái rạ, trái rạ. Ok, không sao, bình tĩnh em ơi. Câu này khó. Bình tĩnh được không? Dạ được, em đang rất là bình tĩnh ạ. Ok, rồi. Trái gì luôn ao ước được sung sướng? Vớ nhìn nhau nè, vớ nhìn nhau nè. Luôn ao ước được sung sướng ao là ước, trái gì đây? Ao ước sung sướng. Hoài chạy tóc hoài. Là trái gì đây? Sao vậy? Sao vậy? Sao này đập mũi nè. Trái ao ước sung sướng. Không có sung sướng là gì? Hết giờ nè, trả lời đại luôn nè. Trái khổ hả? Khổ quá. Trái khổ quá. Chính xác. Trời ơi. Hay hay. Vâng. Xin cảm ơn. Vâng. Phân tích ra đi bạn, phân tích ra đi bạn. Câu hỏi tiếp theo lại là đố chữ. Cây gì nữ có nhiều mà nam không có? Chị đọc lại, chị đọc lại em. Cây gì nữ có nhiều mà nam không có? Cây gì hả? Là cây. Đố chữ nha. Được rồi, ra được không? Được không? Cái này khó, không ai biết luôn. Thôi chắc là cây dù đi. Cây dù. Chính xác. Lấy cây dù. Chị dẫu bị. Đáp án là cây thị. Thấy người là ta ồn rồi mà không à. Nguyễn Thị rồi đó, này nọ kia đó. Thì không có thị nam. Chị ở trên ai biết cái gì? Thì tao nói cái cây ở trên thì cái trái ở trên cây. Diễn tả là ta diễn tả. Thị ơi, thị rơi bị bà đó. Vậy luôn hả? Trời. Rồi lại là đố vui. Khi nào con kiến trên bờ lại ăn được con cá? Đơn giản thôi. Đơn giản. Bình thường. Đơn giản thôi. Ủa chương trình có MC mà mọi người. Khi nào con kiến có, trên có, bờ. Có đố mẹo gì không chị? Đố vui, vui, đố vui. Đây là đố vui. Đố bình thường, vui. Vui thôi, chơi vui à. Khi con cá nó dậy lên bờ. Dậy lên trên bờ. Hay quá. Chính xác. Ủa, đúng rồi mà. Vui mà. Vui mà bạn, mình thì cười. Vui, vui. Mình cười. Thật ra là vui gì thôi. Chứ con cá sấu lên bờ kiếm ăn được. Câu cá sấu lên bờ. Đâu con cá sấu đâu nhảy lên bờ, con cá sấu nó bò lên bờ. Thì đó. Thôi thôi thôi, vui gì cũng được, vui gì cũng được. Câu hỏi tiếp theo, lắng nghe nha. Nhân vật chính trong câu chuyện bánh chưng bánh giò là ai? À, cái này chạy đầu nữa kìa. Sao câu nào cũng chạy đầu vậy Hiền? Nó chạy hoài kìa anh ơi. Nghe kỹ câu hỏi. Nghe kỹ câu hỏi đi. Nhân vật chính. Ê, nhân vật chính trong câu chuyện bánh chưng bánh giò là ai? Bánh cho bánh dừng. Trời ơi. Tại sao kêu nghe kỹ? Nói đại đi. Bánh cho bánh dừng. Trời đâu ra bánh cho bánh dừng. Chứ giờ kêu nghe kỹ câu hỏi em. Bánh cho bánh dừng hoài vậy? Đó đó, câu trả lời luôn. Câu trả lời. Trời đất ơi. Không chính xác. Tao lắc muốn gãy cái tay. Trời ơi. Không có. Bây giờ cho Harry hỏi. Có bao giờ nghe cái câu chuyện của bánh chưng bánh giò chưa? Chưa. Chưa đúng không? Đúng rồi, đáp án là không có câu chuyện bánh chưng bánh giò. Không có. Tưởng có đâu đó mà mình chưa nghe. Lỡ tuổi thơ bất hạnh sao? Mà em phải nhìn anh với anh cứ dày hoài. À, tưởng anh mỏi cổ chứ. Bởi vậy thì. Cái này dễ. Tên ba con vật bắt đầu bằng chữ L. Con lương. Con lịch. Rồi, có. Trời ơi, quá trời con luôn á. Con lười. Đúng rồi. Là... Chính xác. Người ta ba câu đó. Ủa? Bạn mới số 1 à bạn ơi. Tập trung. Người ta số 3 lận. Tỉnh anh ơi. Tên ba con vật bắt đầu bằng chữ M. Ba con vật bắt đầu chữ M. Con muỗi. Một.
Yêu không anh? Ráng nghĩ đi, ráng nghĩ đi. Con lên đó áp lực lắm. Mèo. Con gì? Con mực. Chính xác. Rồi. Nè, bây giờ nè. Hiền sao Hiền? Rồi nó không đi học thì không được, anh là uổng lắm luôn. Rồi câu hỏi tiếp tục. Tố chữ cá gì hay bị trả lại? Cá gì hay bị trả lại hả? Cá hồi. Chính xác. Trời ơi. Nặng lắm rồi. Tôi áp lực từ nãy giờ. Câu nữa là sẽ thắng người ta 2-1. Lắng nghe nào. Đây là tố chữ cá gì nhiều cholesterol? Chắc thua. Chắc. Đừng. Cholesterol. Mà đố thiệt không chị hay là đố mẹo à? Đố chữ á. Đố chữ hả? À? Cholesterol là mỡ á. Hết giờ nó đại đi. Cá mập. Chính xác. Chết rồi. Hay quá. Ê, câu đó mình không biết luôn các bạn. Bạn khờ quá. Động vật có vú duy nhất có thể bay. Con dơi. Chính xác. Gấu Bắc Cực có da màu gì? Da màu gì? Da màu đen. Chính xác. Trời ơi, sao biết màu đen vậy? Nói đại. Nói đại thôi. Nói đại. Thí dụ da màu trắng người ta đâu có đố. Kiến thưa quý vị, như vậy là Steven Nguyễn đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu. Rồi. Rồi, như vậy là sau 2 phút mang về được bao nhiêu ạ? 6 đáp án ạ. 6. Tỷ số hiện tại là 2-1. Mình là 2-1 rồi, bây giờ á mà Lê Nam mà thắng Will á là kết thúc trò chơi. Đúng. Rồi, lên anh. Ok anh em lên. Cố lên anh. Cố lên ơi. Anh em mình sẽ giữ hoài như quý nha. Đúng rồi. Anh chơi là anh cố tình để thua để mình chơi được nữa. Đúng rồi, em sẽ cố tình thắng bớt luôn. Bớt xạo lại, bớt xạo lại. Rồi, ai lên trước ạ? À? Nãy lên trước rồi, thôi giờ lên trước đi. Bây giờ lên trước đúng không? Ok em. Lấy cho tôi tinh thần một cái coi. Vì một ngày mai, vì một ngày mai. 20 triệu. Bây giờ nếu như Lê Nam mà thắng luôn Will là coi như mình kết thúc cuộc chơi. Kết thúc luôn. Nhưng mà hôm nay khó thắng Will lắm. Will này sung lắm. Lo quá nè. Will này là cả một bầu trời thương nhớ mà. Không lên cái ghế này áp lực thiệt. Áp lực cái gì? Em mới chơi lần đầu á. Mới chơi lần đầu hả? Mới chơi lần đầu, gia đình cũng hay coi. Gia đình hay coi. Ba má cũng coi nhiều. Vợ con cũng coi nữa. Cũng coi nữa. Thì con nó sẽ nghĩ gì về ba đó. Đúng rồi. Nếu mình thua. Nhưng mà những câu này vô cùng đơn giản. 2 phút dành cho Lê Nam. Đây là một câu đố chữ vô cùng dễ. Bình gì chỉ có vào buổi sáng? Bình minh. Lên. Rồi anh thấy anh được, anh thấy anh được rồi đó. Bình minh đó, là nói về buổi sáng nha. Còn bình minh mà kia là buổi nào cũng có. Chỉ cần con bia là có. Đúng rồi. Bình gì cấm sờ vào? Cấm sờ vào. Qua đi anh, qua đi anh. Bình gì cấm sờ vào? Trả lời đại đi anh. Bình bình bát. Không chính xác. Ai biết? Bình điện. Sao không nhắc? Ở trong cái bình điện mà mấy cái trụ điện lớn người ta hay có cái logo gì? Đó là hồi nãy anh làm luôn rồi đó. Rồi vậy là anh này nè, mới rối nè, tưởng là bình thân hay bình gì đó. Bình thân. Gác mái có nghĩa là gì? Gác mái có nghĩa là cái mái nhà đó, cái mái nhà dưới quê nó có cái gác mái đó. Gác mái cũng như áp mái, lên. Đúng rồi. Đúng chưa, trời. Đây là câu đố chữ ha. Nhìn con kiến mà nghĩ đến con voi thì gọi là gì? Kiến ăn voi. Không chính xác. Đố chữ mà. Chưa, cái đó chưa phải câu trả lời. Chừng nào cái câu trả lời cuối cùng kìa. Không, chưa chết lại. Không phải, đừng có tào lao. Đố chữ mà cũng nhìn kiến mà nghĩ con voi là tưởng tượng. Tưởng tượng không? Nhìn kiến mà nghĩ con voi là tưởng kiến mà thành voi. Đố chữ là tưởng tượng. Không sao. Không sao anh ơi. Khó quá. Đông trùng hạ thảo là động vật hay thực vật? Thực vật. Không chính xác. Thực vật là sai. Thực vật là hả? Thực vật là sai. Là cả hai. Cái câu tôi là thực vật là sai. Rồi, đồng ý. Nó là động vật. Đấy. Động vật là chính xác hả? Bạn tôi tiếng Lực mà. Động vật là chính xác hay không? Không chính xác luôn. Đông trùng hạ thảo tức là ở bên Tây Tạng á,
nó nằm dưới đất ký sinh trên một cái con vật được gọi là đông trùng. Là mùa hè cái ký sinh trùng đó nó sẽ mọc lên thành cái cây gọi là hạ thảo á. Hạ thảo là mùa hè thành cái cây á. Đó là một loài nấm ký sinh. Kiến thức bổ ích. Cái gì lúc lên lúc xuống mà không bao giờ di chuyển? Cái gì lúc lên? Cái gì lúc lên lúc xuống mà không bao giờ di chuyển? Dễ. Cái phao. Hả? Cái phao. Phao gì? Phao nước nè, mực nước lên mực nước xuống nè. Đâu bao giờ di chuyển đi đâu đâu. Lên. Có những cái phao để đo nước cao nước thấp. Đúng rồi. Đó là nó ở một chỗ thôi, nó chỉ việc lên xuống thôi. Đúng rồi. Hoặc là thang máy. Thang máy luôn. Đúng rồi. Nó chở người lên chứ người xuống chứ đâu có mua được đâu. Đúng rồi. Trời, tôi thông minh quá trời. Hay, câu này hay. Hay. Lâu lâu mới có câu hay. Chứ thì sao? Hay mà lên số 1. Thì từ từ. Tên ba loài hoa bắt đầu bằng chữ L. Lan. Một. Lai. Hai. Lily. Lên. Vô rồi anh, cớm rồi đó. Vô rồi. Móng tay của tay trái và tay phải bên nào mọc nhanh hơn? Ngón tay của móng. Móng tay của tay trái và tay phải bên nào mọc nhanh hơn? Ủa bằng nhau mà. Đang hỏi hay trả lời ạ? Dạ. Móng tay bên tay trái và móng tay bên tay phải mọc lên bằng nhau. Không, chính xác. Tại sao? Đâu có ăn gian tôi được nữa. Tôi hỏi kỹ lắm rồi. Tay nào thuận thì mọc nhanh hơn? Tôi thuận tay trái. Thì tay trái mọc nhanh hơn. Nhưng tôi cũng thuận tay phải luôn. Ủa sao vậy? Sao ép tôi thuận một tay được? Đúng rồi anh Giang. Đúng rồi anh Giang. Tôi thuận hai tay đúng mà rồi. Anh Giang hỏi là hỏi tôi hay hỏi mọi người? Nếu hỏi tôi là hai tay bằng nhau. Hỏi đây, nhưng mà kiến thức là kiến thức chung của nhân loại. Không, nhưng mà bạn hỏi là móng tay của bạn là móng tay của tôi. Hai cái bằng nhau chứ. Tôi hỏi là móng tay của tay trái và tay phải bên nào mọc nhanh hơn, chứ không phải là tay trái tay phải của Lê Nam. Cái này dễ nè. Đỉnh núi nào được mệnh danh là nóc nhà của Đà Lạt? Dễ mà. Đà Lạt hả? Ai cũng đã từng đi nè. Đà Lạt đỉnh núi nào hả? Nóc nhà của Đà Lạt. Núi nào? Đi rồi mà. Đi rồi luôn hả? À. Núi Đà Lạt có núi gì? Núi Đà Lạt. Núi Bà Đen. Bà Đen ở Tây Ninh. Đại đi chứ không biết nữa. Không chính xác. Ai biết? Phan Xi Păng đúng không anh? Phan Xi Păng ở Sa Pa. Núi Đà Lạt, núi Đà Lạt. Ủa ai dời núi vậy hay vậy? Lăng gì á, lăng gì á? La Biang. La Biang. Câu trả lời cuối cùng của tôi là La Biang. Quá dễ, những câu quá đơn giản. Không đắc được người ta. Will nè. Will không bao giờ dưới số 6. Đừng nói vậy chứ, tôi nhục chứ. Hai lần liên tiếp, xin chúc mừng. Không mà tự nhiên cái em thấy cái mặt ảnh tái luôn á anh. Cái gì nữa, không còn miếng máu luôn. Cái mặt ảnh tái nạn luôn á. Hạ huyết áp tụt canxi luôn. Anh phải suy nghĩ trước chứ. Bình thường ở ngoài anh cái vui gì? Lắm. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Will. 7 câu. Ghê vậy hả? Không em, anh đã nói ngay từ đầu rồi. Anh chơi cái này là thua em để mình chơi tiếp. 7 câu luôn. Chứ sao, em số 3 là thắng mà. Ok, lên. Khó mà 7 câu đó anh. Số 3 là thắng rồi. Kính thưa quý vị, Will đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đố chữ bình gì chỉ có vào mỗi sáng? Bình minh. Chính xác. Ủa sao? Ủa sao cái bộ 3 này em tưởng nó khó hơn bộ 2, bộ 1 chứ? Dễ. Từ nó chưa khó thôi, nó chưa khó. Khúc này mới khó nè, dễ. Lại là đố chữ bình gì cấm sờ vào? Thấy ghê chưa? Câu này anh trả lời không được. Hãy làm cho gia đình những người thân mình tự hào ạ. Bây giờ cấm sờ vào thì có những cái gì? Những cái gì cấm sờ vào? Sao giúp nguy hiểm? Bình điện. Chính xác. Ủa chứ bình đá quay là cái gì? Bình đá quay là cái bình sạc điện. Là không cái nguy hiểm. Cái bình đó là mình dùng cho xe máy, cho cái hệ thống nào nhỏ. Không. Còn bình điện là những cái bình điện ở trên cái đầu điện cao đó. Nhưng mà nếu quá quy đụng vô là không cũng sao. Cũng có luôn, cũng có điện luôn. Nó cũng có điện nhưng mà nó đã chuyển pha rồi chứ không vấn đề. Hên cho là bình đá quy đó. Sao thông minh dữ trời. Tại anh làm quá em suy nghĩ em trả lời bình đá quy rồi. Câu hỏi bắt đầu. Gác mái có nghĩa là gì? Gác mái thì theo em hiểu là cái gác mái là đó là một cái phần, một cái không gian nằm ở trên gần cái mái nhà, nằm ở trên nóc đúng không? Trong phim hay có. Thường thường bên nước ngoài nó xây hơi xéo xéo vậy nè. Hay quá anh hai ơi. Lại là đối chữ. Nhìn con kiến mà nghĩ đến con voi thì gọi là gì? Tức là nhìn con kiến nghĩ ra con voi. Đúng rồi. Nghĩ ra con voi. Suy nghĩ đúng không?
Trí nhớ mọi người. Thì tưởng tượng. Chính xác. Sao biết nhớ? Nhớ. Sao nhớ? Tại nó nói là nhớ, mà nhớ là phải trong suy nghĩ. Mà suy nghĩ là phải gì? Là phải tưởng tượng nghe. Nó xạo quá. Hiện đội nào vậy? Gia đình ở dưới đang rất tự hào về em luôn Will ạ. Đông trùng hạ thảo là động vật. Đông trùng hạ thảo. Từ từ. Đông trùng hạ thảo là động vật hay thực vật? Là nó là loài thực vật. Không chính xác. Ủa nghĩa là cái gì? Thực vật lai động vật hả? Nó là một dạng nấm. Một dạng nấm rồi cái gì nữa? Nấm. Đông trùng hạ thảo là nấm. Dập lộn rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cái gì lúc lên lúc xuống mà không bao giờ di chuyển? Lúc lên lúc xuống mà không di chuyển chỗ khác. Đúng rồi. Cái gì vậy? Cái gì? Cái lên xuống mà không di chuyển. Đúng rồi. Lên xuống không di chuyển là không qua lại. Đúng rồi. Thang máy. Chính xác. Lên xuống không qua lại. Đúng rồi. Tên ba loại hoa bắt đầu bằng chữ L. Hoa lan, hoa ly, hoa lại. Chính xác. Móng tay của tay trái hay là tay phải, bên nào mọc nhanh hơn? Em nghĩ nhanh không nhanh do có cắn móng tay hay làm nail nhiều ít thôi. Ai cắn móng tay nhiều nay thì dài hơn. Hiểu chuyện đương nhiên rồi. Em nghĩ là bên bên trái mọc nhanh hơn tại bên phải hoạt động nhiều. Tức là tay thuận sẽ mọc ít hơn. Ít hơn, chậm hơn, mòn nhiều. Ngược lại, không chính xác. Nói ngược lại đó. Cái gì mà hoạt động nhiều thì cái tay nó mọc nhanh đúng, hơn. Mém đúng. Ồ, tại thấy con chuột răng dài nó cào cào nó sẽ ngắn răng đi, em tưởng vậy. Ổn quá. Rồi. Đỉnh núi nào được mệnh danh là nóc nhà của Đà Lạt? Chết. Ủa, nóc nhà Đà Lạt thôi. Đỉnh núi thế giới vậy gì? Đà Lạt hả? Đà Lạt, Đà Lạt có bao nhiêu núi đâu? Em không có là ít đi Đà Lạt lắm. Lam Giang. Trời ơi. Trời ơi, nhắc dễ thương nghe. Lam Giang không biết cái đội nào luôn á. Bây giờ hiện tại là tỷ số là 2-2. Dạ. Chúng ta sẽ cử một người ơi. Nữa để đấu một vòng cuối. Vậy thì ok, đem. Không, anh hãy để Steven đi. Ủa mắc gì vậy? Đội đội cả mà. Cái lỗ. Em xin phép lại cái nữa được không? Gì? Em xin lại được không? Em chơi luôn, anh cho em chơi. Tôi chơi nè. Rồi, Andy và. Ủa, vậy hiền luôn, chơi đi. Lên luôn. Yeah. Ok, lại. Em lên trước nha. Ok, nãy anh trước rồi. Khoan từ từ mấy đứa, bình tĩnh nè. Ai lên trước? Em. Chắc chưa? Dạ em chắc rồi. Đồng ý không? Dạ em đồng ý. Xin mời. Dạ. Và thưa quý vị, để xem đội nào sẽ chiến thắng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta có 2 phút dành cho Eddie. Đây là một câu đố chữ rất đơn giản. Đây là câu đố chữ rất là dễ và thật sự dễ dàng. Bình nào không bao giờ cãi nhau? Bình nào không bao giờ cãi nhau? À, dạ bình địa. Địa. Không chính xác. Bình tĩnh. Nhưng mà bình địa nó là một cái bình địa, nó đâu bao giờ cãi nhau đâu ạ. Bình thuận. Bình thuận. Bình hòa. Hòa thuận hòa đó. Hiểu chưa? Đây là một câu đố chữ rất dễ luôn. Bình gì không có âm? Bình gì không có âm? Bình dương. Lên. Ây trời. Đây là câu đố chữ. Hai con người lì hợp tính sẽ tạo ra mối tình như thế nào? Mối lì hợp tính nữa hả? Là mối tình. Gì vậy Nguyên? Sao vậy em? Sao vậy? Lì mà còn hợp tính nữa. Đó. Bớt tạo ra âm thanh. Mối tình lì hợp tính bền lâu. Quá hay, thằng bé thật là sáng tạo không cần thiết. Trời ơi, tình hợp lý, lì hợp tính là tình hợp lý. Câu tiếp theo, kể tên một loại trang phục có tên động vật. Trang phục có tên động vật.
áo khoác da thì nó có nhiều loại da hả? Áo lông vũ. Không, chính xác. Áo khoác da, áo khoác lông vũ đó chỉ là chất liệu, không phải là tên. Ai, mình là bên người mẫu này biết không? Áo cá sấu. Da beo à? Áo khỉ là áo chi lê đó. Áo ghi lê. Mà tên gọi là tên bình dân gọi là áo khỉ đó. Hay. Là áo vest đuôi tôm, áo đuôi cá, váy đầm đuôi cá. Làm một lúc 7 công việc thì gọi là gì? Làm một lúc chữ. Làm một lúc 7 công việc. 7 là cái gì? Trả lời đại đi, hết giờ rồi. Em không biết luôn. Thất hả? Trả lời đại đi. Rồi đi, rồi đi. Lên. Ủa? Khoan. Giải thích nào? Tại sao là thất nghiệp? Rồi, cái từ thất hồi nãy là trong 7, cái số 7 là từ thất. Nghiệp là gì? Trong là cái cái việc làm của mình. Xuống. Vì sao Trường Giang hỏi vậy? Vì đơn giản là ở dưới nhắc. Cái gì mình biết là mình sẽ trả lời được, mình giải thích được, còn nhắc là mình chỉ trả lời theo điều người ta nhắc thôi. Đúng không? Anh không giỡn cũng biết ở đây nhắc nữa mà. Nhưng cái nghiệp là gì ta? Cây gì nghe tên là thấy đau? Cây gì? Đố chữ. Cây đau. Cây gai đi. Cây gai. Cây gai sao đau? Nghe tên đau, còn gai sao? Mà cây gai là cây gì? What? Ồ quá nè. Ba ơi đừng đánh con. Cây roi. Quá mù màng. Đây là đố chữ. Trái gì không thuận? Đố vậy cũng suy nghĩ. Trái ngang. Trái ngang. Không thuận thì nó ngang ngược trái ngang. Không đúng. Chắc. Không đúng. Trái gì không thuận không phải trái ngang. Là trái ngược. Trái ngược. Dễ quá. Kể ba danh từ nói về người thứ ba. Kể ba danh từ. Trời đất ơi. Ba danh từ kể về người thứ ba. Câu này mình nghĩ mình không thể trả lời nên đi. Still day. Rồi trà xanh. Trà xanh. Với lại con giáp thứ 13 đúng không? Em cố không được luôn á. Không lên gì cả. Chỉ có số 1. Xuống à, lên 1. Chỉ có 1. Em đã buông lòng mọi người rồi. Dễ chưa thấy luôn á. Chúng ta gặp lại Hà Hiền. Đừng có chạy quá. Mày chạy rớt não ra ngoài. Chỉ cần mình hai câu thôi là đội mình có vé vào vòng trong, cũng như là chắc chắn lát nữa sẽ bước vào vòng đặc biệt. Mời lên. Dạ. Khỏe lên Hiền ơi. Khỏe lên anh ơi. Kính thưa quý vị, Hà Hiền đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đây là đố chữ. Bình nào không bao giờ cãi nhau? Ôi, thằng bé vút râu rồi. Đọc lại đi chị. Bình nào không bao giờ cãi nhau? Bình thường. Chính yeah. Hay quá, hay quá. Câu hỏi tiếp theo. Lại là đố chữ. Bình gì không âm? Bình dương. Rồi sao? Wow. Rồi, lại là đố chữ. Hai con người lì hợp tính sẽ tạo ra mối tình như thế nào? Ôi, thằng bé lại mệt mỏi rồi. Trả lời đại đi, mình thắng rồi mà. Thắng rồi, trả lời đại đi. Hai con người tình mà... hợp lý. Chính xác. Tàu nát. Kể tên một loại trang phục có tên động vật. À, cái này em mặc hoài. Áo da beo. Rồi, Câu đó em đang suy nghĩ. Áo da gì? Ủa mà thắng rồi đúng không? Áo da beo là một cái áo từ da con beo hoặc là họa tiết beo, đó là chất liệu. Cái gì chị? Đáp án là váy đuôi cá tức. Hoặc là áo vest đuôi tôm. Váy đuôi cá. À. Câu hỏi tiếp theo, làm một lúc 7 công việc thì gọi là gì? Câu này khó. Thất nghiệp. Trời ơi, quá giỏi. 7. 7 là thất.
Rồi. Cây chưa, gì? Chưa chưa chị. Rồi, đố chữ cây gì nghe tên là thấy đau? Cây gì? Nghe cây tên gì nghe là... tên là thấy đau á? Thấy đau hả? Ờ. Ái dùi. Đau quá. Theo như cái sự nhắc nhở của đội bạn em thì cây roi. Tự thú. Tự thú. Theo như sự nhắc nhở của đội bạn em thì là cây roi. Nên đáp án không được công nhận. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trái gì không thuận? Đố chữ. Cái trái, trái, trái gì trái. Không thuận? À, trái nghịch. Chính xác. Hay quá. Cái này dễ mà, cái này dễ mà. Cái này dễ. Kể ba danh từ nói về người thứ ba. Tuesday. Tuesday. Cái gì, đúng rồi. Trà xanh. Trà xanh. Còn gì nữa, thêm cái nữa, thêm cái nữa. Người thứ ba là gì nữa? Dạ. Dạ. Quỷ cái hả? Nói chung là không chính xác. Lấy gì vậy? Lấy gì vậy? Bồ nhí. Bồ nhí chào. Quái gì cơ? Bồ nhí. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nhạc sĩ nào sáng tác nhiều bài không tên nhất? Không tên nhất. Trời ơi, trời ơi. Sáng tác nhiều bài quá không trời tên luôn. Nhất. Đúng rồi. Nhạc sĩ hả? Yes. Hết giờ. Kính thưa quý vị, như vậy là Hà Hiền đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Xin chúc mừng. Ngày hôm nay, đội mình chiến thắng thì khỏi phải nói. Chắc chắn là có vé vào vòng trong để đấu với đội khác. Yeah. Cũng như là lát nữa đây mình sẽ vòng đặc biệt. Còn chúng ta sẽ ra về với phần thưởng 12 triệu đồng. Không sao. Phải bấm ngã mới lớn nha cưng. Thôi thì chúng ta còn chờ gì nữa? Bước vào vòng đặc biệt. Đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi và người chơi phải trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút thì các bạn có thể làm được 60 triệu đồng. Wow. Nghe có vẻ dễ không? Được chơi như sau, bắt đầu từ lên nam, đặt tay lên đó và trả lời, tiếp tục cứ luân phiên như vậy. Chúng ta không được giành lượt, mặc dù có thể nhắc nhau thoải mái. Ok, ok, hiểu rồi. Hay cái tên 20 loại trái cây. Trái cây. Trái cây. Cái tên của nó có hai chữ. Chu quả cầu. Chính xác. Chu đủ. Chôm chôm. Sầu riêng. Quýt dưa hấu. Chính xác. Sầu riêng. Sầu riêng rồi. Măng cụt. Măng cụt. Giải thiều. Giải một chữ. Không, giải một chữ hả? Tiếp đó. Bòn 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 bòn. Bòn bòn. Chính xác. Nhắc đi. Xoài tượng. Xoài tượng. Xoài một chữ thôi. Gì? Từ từ coi. Bình bát. Bình bát. Trái châm ruột. Hay quá hả? Sơ nhi. Trái Việt Quốc. Việt Quốc. Trái cốc. Cốc gì? Trái cốc. Trái Hồng Quân. Hồng Quân. Hồng Quân. Hết rồi. Đợi nó không á. Rồi. 12 đáp án chính xác. Vậy là vậy dành là nhiều rồi. Vậy là dành được 40 triệu à. Vậy là mình ở đâu ra? Mình hiện tại có một vé vào vòng trong đấu với đội khác, đó điều chắc chắn. Còn cái phần thưởng đặc biệt này thì mình không lấy được. Nhưng mà bù lại thì mình sẽ có 18 triệu đồng. Đúng vậy. Cảm ơn các bạn đã với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh
phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Đi biển nhớ chấm chấm chấm, đi đường nhớ hướng. Quá dễ. Đi biển nhớ bơi. Đi biển nhớ. Nhưng mà... trong hệ thống ca dao tục ngữ của đất nước mình không có câu nào chỉ là đi biển và nhớ bơi. Trái gì sinh ra đã không được thông minh? Trái trứng ngốc. Trái trứng ngốc. Trái ở đâu rồi? Mái gì dân làng hay tập trung vào ngày hội? Nhanh nào. Máy gì chú? Trả lời được. Hỏi máy bằng, máy bằng. Máy bằng là cái gì? Ôi trời ơi. Anh ơi, máy bằng là cái này này. Anh em không biết sao nha, em thấy hôm nay em có niềm tin vào Lily đó. Em cảm ơn chị. Em cũng có niềm tin vào chị. Yeah. 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 Không có niềm tin vào hai đứa luôn á. Dạ. Đứa thì đọc không rõ, đứa trả lời không được nữa. Chúng gì đi bệnh viện? Chúng thực dưới quê, chúng thực uống miếng dầu xanh đi con.